Huyện Đông Anh diện tích hơn 180 km2, dân số khoảng 380.000 người, gồm 23 xã, 1 thị trấn trực thuộc. Năm 2020, dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện vẫn tăng trưởng 7,6%. Tỷ trọng của nhóm ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ chiếm đến gần 99% và vẫn đang tăng trưởng tốt. Trong các huyện ngoại thành thì chỉ có Đông Anh và Gia Lâm dư trong cân đối thu chi ngân sách. Vì thế, Đông Anh là một trong hai huyện được thủ đô Hà Nội tập trung đưa lên quận trước. Bên cạnh đó, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy đã bật mí những định hướng lớn trong việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng thủ đô. Trong đó đáng chú ý là việc Hà Nội sẽ nghiên cứu khả năng phát triển mô hình thành phố trong thành phố tại khu vực phía Bắc, gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn. Việc xây dựng thành phố mới tạo cơ chế cho chính quyền linh hoạt trong việc kêu gọi đầu tư phát triển đô thị nhờ tính độc lập tương đối so với đô thị trung tâm, giảm áp lực về việc phải đảm bảo trong thời gian ngắn đáp ứng các tiêu chí đối với đô thị đặc biệt. Dù thực hiện theo phương án trở thành quận hay thành phố thì huyện Đông Anh chắc chắn cũng sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Hiện Đông Anh đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để lên quận trước năm 2025. Tại thị trấn Đông Anh hiện tại, công tác xây dựng hạ tầng đang được thực hiện khẩn trương. Trong các công trình mới, tiêu biểu nhất là khu thể dục thể thao huyện Đông Anh. Dự án được xây dựng trên ô đất có diện tích khoảng 33 ha với tổng mức đầu tư là 672 tỷ đồng. Bên cạnh nhà thi đấu đa năng là trường chính trị huyện Đông Anh được khánh thành tháng 1 năm 2020. Trường có tổng diện tích 3.479 m² với tổng mức đầu tư 44,9 tỷ đồng. Huyện Đông Anh cũng chú trọng phát triển công nghiệp. Bên cạnh khu công nghiệp Thăng Long, huyện đang xây dựng thêm 3 khu công nghiệp mới là Liên Hà 2, Dục Tú, Thụy Lâm. Tại đây còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Nơi đây có di tích thành Cổ Loa là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương. Đây là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Tại đây, các nhà khoa học đã khai quật được nhiều mộ cổ, hàng vạn mũi tên đồng, khuôn đúc mũi tên, rìu lưỡi xéo bằng đồng, chống đồng và thậm chí cả ngói ống bằng gốm,